À, đang tập đen nốt. Rồi, chuẩn rồi. Nào, đánh chuyển hợp âm nào. Đánh một hợp âm được rồi, chuyển từ hợp âm nào. Anh phố nào nhớ không em. Bị dài đó. Nơi chúng mình phút em đêm. Đấy, toàn trượt nhịp thôi, lại. Bắt đầu. Anh phố nào nhớ không em. Đời chúng mình. Úi giời, nhanh thế. Úi giời, bình tĩnh. Nhanh quá. Bị nó chi phối rồi. Thôi thôi, tập lại cái đen nốt được giỏi đã. Đến lượt ông này. Đôi này là đang tập cái này để chuẩn bị tốt nghiệp. Tốt nghiệp 68. Ui, thành tích 5 rồi. Thế. Đúng rồi. Đúng rồi. Đập ra tiếng. Anh này thì đang tập đảo phách. Nào, bắt đầu. Không sai gì cả. Hơi sớm sớm. Mới thành nút đen thì kìa. Đánh phải đập xuống thì kìa. Mới đập xuống toàn nhả nút nhạc ra thôi. Em đang bị sai ba tình xong. Em đã, cái bài này này là chân làm việc, tay không làm việc. Chỉnh lại dây đàn thì dây đàn sai. À, anh này thì đang vô hợp âm, chuyển hợp âm. À, yêu cầu hát rồi mà. À, hai đồng chí đợi tí nào. Đó, yêu cầu cả hát rồi mà, thử nào. Em hát chưa thử thầy biết. Đánh cái nốt son mi lên nào. Hãy lệch tông. Đánh nốt son nốt mi lên. Nốt mi này ở đâu? Lại quên rồi, học trước quên sau rồi. Nốt son này anh đánh ở đâu? Nốt son này anh đánh đâu? Bài đập bài giai điệu anh đánh mãi rồi. Nốt son này anh đánh ở đâu? Son đánh đây. Rồi, đánh lên. Nốt mi đánh ở đâu? Mi đánh. Đây son mi cơ mà. Rồi ôi, để là thằng son do re mi son fa mi do re mi fa. Trời ơi, mi ở đây ông ơi, học hành này giết người. Đánh nốt son nốt mi lên nào. Hãy yêu, hát cao thế mà bấm đô trưởng vào. Hãy yêu. Hãy yêu. Đúng rồi, để một âm bắt đầu đi. Hãy yêu nhau. Rồi xong rồi, bây giờ đệm hợp âm đi. Bắt đầu. Mồm hát như thế vào đệm hợp âm. Hãy yêu nhau đi. Khi rừng thay lá. Lại. Từ đầu. Hãy yêu nhau đi. Trời ơi, khi luôn thì sao lại nghỉ lại một phanh mới hát chữ khi. Bắt đầu nào, 2, 3. Hãy yêu nhau đi. Khi dòng thay lá. Lá sang la thứ. Ghép hát thì nhá, thôi ghép hát vào đi. Nào, trả bài gì. Ok. Nhanh dần lên. Nhanh dần lên. Nhanh nữa lên. Ôi giời, đến mì vào pha luôn chứ. Tại sao đánh hai, đánh lại. Chân, lại. Thôi, trả lại từ nốt đen trước. Thế nào là nốt đen? Một đập chân. Thế nào là một đập chân? Một vòng đập chân. Thế nào là một vòng đập chân? Là
từ đập chân đầu tiên đến đập chân thứ hai. Đúng rồi, nốt đen có độ dài bằng một phách, phải trả lời theo nhạc lý trước. Còn ở chỗ thì thầy đây đang dạy bằng đập chân, có nơi nó dạy bằng máy đập nhịp, có nơi người ta lại dạy bằng cái lắc đầu, có nơi người ta lại dạy cảm nhận, hiểu không? Nhanh lên, nhanh nữa lên, đúng rồi, đánh nhanh rồi cơ mà. Lại hai lần nút mì rồi. Nhanh nữa, con đã lại nhầm rồi, chữa vững rồi, lại. Lại. Nhiều nốt giữ thừa. Nhiều nốt giữ thừa, ví dụ nhá, nốt son này nhá. Em bấm mà em đánh nốt son xong, đến khi đánh nốt la mà em không nhả ra thì nốt son lại bị thừa. Hiểu không? Có hiểu không? La được thế, đến la mới được buông. Đến khi đánh la phải nhả son. Người ta sẽ bấm thẳng vào si thế. Lại nào. Đúng rồi. Ui, la phải buông cùng lúc, cùng đánh la thì phải nhả son. Thế. Thế. Lại thừa, đến son thì phải nhả pha. Thế là thừa. Chậm lại nào. Thầy dạy bao lần rồi, không làm được thì làm thật chậm. Thế lại là sớm. Nhả thế lại là sớm. Chưa gảy nốt sau mà nhả nốt trước thì là sớm. Thế. Thế. Lại thừa. Thừa rồi. À thiếu rồi. Nhả sớm rồi. Nên đánh la về nhà son. Thế. Ừ. Chậm lại nào, không có gì phải đánh nhanh đấy cả, chậm lại nào. Thế. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhanh lên nào. Hiểu rồi thì nhanh lên. Lại hai lần nốt mì. Nghe này, mình tập mình là điều khiển nó chứ không phải nó điều khiển mình. Làm chậm lại. Ô được rồi, tập kỹ thêm.